Nguyên tắc 5K, trong đó việc đeo khẩu trang là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh việc lưu ý đeo khẩu trang đúng cách thì người dân cũng cần chú ý đến việc xử lý khẩu trang sau khi sử dụng. Bởi trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, đây có thể là nguồn lây nhiễm dịch bệnh nguy hiểm. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đeo khẩu trang khi ra đường tại những nơi tập trung đông người đã được mọi người dân thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, không khó có thể bắt gặp tình trạng những chiếc khẩu trang đã được sử dụng vứt bừa bãi ra đường như thế này. Hiện nay, đa số người dân xử lý khẩu trang sau khi sử dụng cùng với rác thải sinh hoạt. Nhiều trường hợp không buộc miệng túi rác khiến khẩu trang rơi ra, vừa phản cảm vừa tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cái khẩu trang của người dân đã thực hiện 5K ấy, thì tôi thấy cũng còn đôi ba cái là còn ở trên đường đi. Người dân là phải có ý thức nâng cao hơn nữa trong vấn đề phòng chống dịch bệnh lần này. Đã thực hiện 5K thì phải chấp hành có ý thức là cái khẩu trang mình đeo là phải để đúng nơi đảm bảo. Theo các chuyên gia y tế, khẩu trang nói chung hay khẩu trang y tế nói riêng khi đã được sử dụng thì có thể coi như một vật gây nhiễm vì nó chắn những vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào đường hô hấp. Ngược lại, cũng chắn vi khuẩn từ chính người sử dụng vốn đã mang mầm bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với các ca mắc mới trong cộng đồng như hiện nay, việc xử lý khẩu trang sau khi sử dụng không đúng cách có thể là nguyên nhân lây lan dịch bệnh COVID-19. Khẩu trang sử dụng mà vứt bừa bãi ra cộng đồng thì đấy là một cái nguồn lây bệnh rất sức là nguy hiểm. Vì là từ cái mầm bệnh, từ cái khẩu trang vứt bừa bãi đấy, nó có thể là những cái tác nhân gây bệnh là nó có thể lây qua đường không khí và có thể lây ra cộng đồng, và khi đó là vô hình dung là không thể kiểm soát được cái nguồn lây. Và lúc đó giả sử nếu như có trường hợp tình huống xấu xảy ra, có những cái trường hợp ca bệnh dương tính thì rất khó truy vết những trường hợp mà F0 nguồn gốc ban đầu từ đâu. Theo Nghị định số 155 của Chính phủ, hành vi vứt thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, nơi công cộng có thể bị phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Do đó, người dân cần tuân thủ quy định khi sử dụng khẩu trang. Với khẩu trang dùng một lần, phải bỏ vào túi kín hoặc thùng rác có nắp đậy, không vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh.